Từ ngày có Nguyệt về làm phòng quản lý trung tâm sôi động hẳn lên. Thiệt hả? Trời ơi, chắc anh Phong quý em nên mới nói vậy thôi. Chứ em thấy em cũng bình thường như mấy chị em khác thôi mà. Em không bình thường tí nào, em thật là quyến rũ. Em mà đi thi hoa hậu hay người mẫu hả, là đậu chắc luôn á. Nhưng với điều kiện anh phải là giám khảo mới được. Anh nói thiệt mà. Thôi anh xin có phép thể gặp anh lại em, em không? Đi vô trong làm nha, em đi ngã này. Xin chào mọi người. Nguyệt. Hử? Đi đâu bây giờ mới vô vậy? Ông Công muốn hỏi Nguyệt nãy giờ đó. Hỏi làm gì? Ai biết. Ông này ông thất thường lắm. Mấy cha chưa vợ, không làm gì mà ông đuổi việc hết trơn á. Nè, mà ông dặn á, là Nguyệt vô thì lên văn phòng gặp ông liền á. Trời ơi, chiếc nhẫn xịn quá ta. Của ai tặng vậy? Kiểu này chắc là cũng phải cỡ đại gia. Ê, mà kim cương thiệt hả? Bộ bà thấy tôi hay xài đồ giả lắm hả? Thôi, để tôi lên gặp ông Công coi. Nè, hả? Dặn nè, lên gặp ổng, lựa lời mà nói nghe chưa? Biết nói gì bây giờ, tới đâu thì tới. Bà chỉ giỏi cái miệng thôi à. Xin lỗi ổng một tiếng á là tốt nhất. Tôi cảnh cáo cho bà biết nha, ổng á là ổng đuổi nhiều cô ở đây lắm rồi đó. Thôi đi đi. Giờ này là giờ làm việc, ai cho phép cậu hẹn hò với cô Nguyệt hả? Dạ thưa chú, cháu chỉ nói chuyện cho vui thôi mà. Tôi trả lương cho cậu, đâu phải để cậu suốt ngày đi nói chuyện vui hả? Cậu hiểu không? Dạ. Cậu vui nhưng người khác không vui, tôi không vui, công ty không vui khi có một nhân viên lợi dụng thời gian của công ty để mà đi làm chuyện riêng. Dạ cháu xin rút kinh nghiệm lần này. Không có rút kinh nghiệm gì hết á, cứ sai phạm rồi xin lỗi là xong hả? Cậu đi về đơn vị của mình, sẽ có người tới gặp cậu, cậu bị đuổi việc ngay từ bây giờ. Chú đi. Vô đi. Ủa Nguyệt, em Nguyệt, Nguyệt ngồi đi. Nguyệt, uống nước đi. Chắc là em không bị đuổi việc như anh Phong đó chứ? Không, Nguyệt không nên cười nói thân mật với tụi con trai. Điều đó dễ gây hiểu lầm cho họ và cho cả người khác nữa. Đó là quyền tự do của em, tại sao anh lại ngăn cấm? Một phụ nữ xinh đẹp như Nguyệt không nên dễ dãi quá. Chính vì tôi dễ dãi cho nên đêm hôm đó tôi mới bị anh... Nguyệt đừng nói nữa, tôi đã biết lỗi của mình rồi mà. Tôi đã đến nhà của Nguyệt xin lỗi rồi mà. Chiếc nhẫn của Nguyệt đeo có vừa không vậy? Nếu không vừa tôi sẽ đổi lại cái khác. Ý đâu có được. Nhẫn đã đeo vào tay rồi, tháo ra thì xui lắm á. Cảm ơn em. Như vậy là em đã tha lỗi cho tôi rồi. Vỏ nhẫn á thì đẹp, nhưng mà hộp xoàng hình như là chưa có đẹp lắm. Ủa sao vậy? Người ta nói hộp này nhỏ quá. Không sao không sao. Em cứ giữ cái này đeo chơi đi, rồi tôi sẽ mua cái khác cho em.
Anh không nói đùa đó chứ? Không. Anh đừng có nói là em tham lam đó nha. Không có đâu, miễn em vui là được rồi. Anh nhớ em quá. Anh cần em tối nay nha. Nhưng mà ở đâu? Chỗ cũ á. Nhưng mà em sợ lắm. Bữa đó anh làm dữ quá cho nên em... Với lại ở đây kỳ quá à. Em sợ người ta thấy hết á. Chỉ đỡ lần này thôi. Nhưng mà phải có gì cho em đó nha. Anh hứa rồi đó. Nếu mà có chiếc nhẫn hột xoàn đeo vô tay, em thấy hết sợ liền à. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà. Con, sao bữa nay con về trễ vậy? Hơn 12 giờ rồi, má tưởng con có chuyện gì. Vô nhà rồi nói chuyện. Đây đâu phải là chỗ để nói chuyện đâu. Ừ, thôi vô đi. Bây giờ ở chỗ làm nhiều chuyện lắm, nên con thường về khuya. Má đừng có hỏi linh tinh nữa. Nhà hàng xóm người ta nghe được, người ta lại tưởng con làm gái mới đi khuya vậy đó. Thôi má biết rồi, má xin lỗi. À, để má nấu mì gói cho con ăn nha. Thôi thôi thôi, mì gói hoài sao chịu nổi. Con mua 2 bịch hoành thánh nè, đổ ra tô đi, hai má con mình ăn. Ờ, đợi má chút nha. Ừ. Con à. Trời, Giang. Trời, trời ơi. Chắc cả lượng hả con? Ở đâu vậy? Trời đất ơi. Đẹp quá. Thank you.
Tôi thấy sau khi anh Trần Minh mất, Duyên rất thiếu tập trung vào công việc. Hay là em xin nghỉ một thời gian đi, để tâm trí ổn định lại. Em cảm ơn anh Mân đã nghĩ tới em, lo lắng cho em. Đúng là như vậy, em làm việc với anh Trần Minh quen rồi, nhất cử nhất động đều hiểu nhau hết. Nay làm việc với người khác xa lạ, em thấy khó tiếp nhận quá. Chắc em sẽ xin chuyển sang đội khác để thay đổi hoàn cảnh. Duyên à, anh hoàn toàn chia sẻ với em. Khi anh sát cánh cùng anh Trần Minh trong vụ truy bắt hung thủ vừa rồi, mà tới giờ anh vẫn còn ấn tượng về anh ấy. Thật khó có người nào khác thay thế được anh. Anh em phải giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau về mọi mặt, vật chất lẫn tinh thần, để vượt qua khó khăn này. Nỗi ám ảnh về anh Trần Minh quá lớn, khó phôi pha trong một sớm một chiều. Tôi hiểu tình cảm của Duyên dành cho anh Trần Minh, nhưng mà tôi không đồng ý Duyên chuyển công tác. Ở đâu cũng vậy thôi, một khi tâm trí của Duyên đã in sâu hình ảnh của anh Trần Minh thì cho dù đi đâu Duyên cũng vẫn thấy ảnh. Duyên phải ở lại đây, ở lại đây trong đội một này. Đây chính là nơi anh Trần Minh đã xây dựng nên. Đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Duyên à, tôi cũng nghĩ vậy. Duyên sẽ không đi đâu cả. Tôi xin thông báo cho mọi người một thông tin liên quan tới anh Trần Minh. Nguyện vọng anh ấy đã được tội nguyện, giáp mạc của anh ấy đã được ghép cho một luật sư trẻ, còn hai quả thận thì được ghép cho hai thiếu niên suy thoái mãn. Đó là những thông tin từ hội đã thông báo cho tôi. Vậy là tốt quá rồi. Việc làm của anh Trần Minh rất là có ý nghĩa. Sẽ càng có ý nghĩa hơn nữa khi những đồng chí, những đồng đội của chúng ta cùng làm theo tấm gương của anh ấy. Anh Mân, em có nghe anh Trần Minh nói điều này rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng nhập hội nhanh. Nếu không có gì thay đổi, chúng ta nhất trí thôi. Quyết định vậy đi, tôi sẽ đi đăng ký. Gì nữa đây? Tôi đã nói chú đừng nhận nữa mà. Trời ơi, cô không ở đây nên cô không thấy. Chứ 10 bữa như một hà, hai cô gái đem đến rồi bắt tôi nhận. Bảo đã nhận tiền của khách rồi nên không trả lại được. Thôi được rồi, chú đưa đây. Hoa hồng đó có tội tình gì đâu mà phải chịu cảnh bầm dập vậy ta. Để tính thử coi. Mỗi ngày một bó, chẳng bao lâu nữa sẽ là 1 triệu đó Hoa. 1 triệu đó Hoa hồng đỏ thấm. Công nhận là anh chàng Bích đi đó thiệt là lãng mạn quá ta. Hương đừng có bàn ra tán vào nữa được không? Nhưng không muốn mọi người dị nghị chuyện này đâu. Hương gặp Bích đi, nói anh ấy đừng có theo đuổi mình nữa, hãy để cho mình yên. Nhưng mà Hương thấy Bích Dân còn trẻ, bé Trọng thì lại còn bé, trong khi anh Trần Minh thì đã mất rồi. Rồi sau này hai mẹ con Bích Dân sẽ phải sống ra sao, sẽ gặp không ít khó khăn. Nếu như Hương là Bích Dân á, thì Hương sẽ chọn Bích đi ngay. Dù sao á thì hai người cũng từng gắn bó với nhau rồi. Bích đi sẽ thay thế anh Trần Minh để giúp đỡ Bích Dân và bé Trọng. Đây là sự chọn lựa tốt nhất đó. Nhưng mình không thể. Đừng nhắc chuyện cũ nữa, hãy quên đi. Nhưng tôi không thể quên được hả? Làm sao tôi có thể quên được Bích Vân chứ? Nếu chúng tôi không có kỷ niệm nào với nhau thì may ra điều đó có thể. Nhưng đi đâu, làm đâu, ngồi đâu, tôi cũng thấy hình ảnh Bích Vân, cùng nghe tiếng nói, tiếng cười của cô ấy. Vậy làm sao tôi có thể sống mà không có những thứ ấy được chứ? Bích Dân là một mẫu người cực đoan cảm tính. Đôi khi thật sự tôi cũng không hiểu Bích Dân đang nghĩ gì, muốn gì.
Có vẻ như Bích Dân đang tự hủy hoại mình vì một lời hứa nào đó của chính mình, một sự dày dò của lương tâm. Trước kia tôi thấy Bích Vân sống thoải mái, hồn nhiên, dễ hiểu. Nhưng từ khi chồng cô ấy mất, mọi sự đã thay đổi. Tôi nghĩ rằng Bích Vân cũng nên công bằng đối với tôi. Tôi đã đem sinh mạng, tiền bạc của tôi ra để đánh đổi lấy cô ấy từ tay tên giết người hàng loạt. Tôi nghĩ nếu Trần Minh không đến đó thì mọi chuyện sẽ diễn biến khác. Với những gì chúng ta đã thấy, chỉ có tôi, Bích Vân và tên xạ thủ. Hắn nhận lấy 200.000 đô la và Bích Vân về với tôi. Trần Minh đã làm hỏng kịch bản đã soạn sẵn, nhưng dù sao anh ấy cũng đã hy sinh thân mình. Thực sự bớt đi, anh có tự hỏi chính bản thân mình là có yêu Bích Dân đến mức phải chờ đợi ở cổ một sự thay đổi nào đó có lợi cho mình không? Tôi đã nói với Hưng rồi, tôi sẵn sàng chờ đợi cho đến khi nào Bích Vân nói với tôi. Birdie, em đã trả lại. Vậy anh cứ chờ đợi cho tới khi nào công ty của anh bị phá sản và anh cũng sẽ phải cuốn gói về nước. Tôi sẽ không trở về như một kẻ bại trận. Tôi tin rằng tôi sẽ đưa Bích Vân và bé chồng con của cô ấy đến chào mẹ tôi ở Los Angeles. Vậy tôi cũng không biết làm gì hơn là chúc anh đạt được ý nguyện. Miễn là anh đừng quên nhẫn Ngọc Hương này, nhớ mua cho nó một vé máy bay khứ hồi cùng qua bên đó thăm má anh nha. Ok, ok. Chào chị, có ba tôi ở trong phòng không? Dạ có ạ, tổng giám đốc đang tiếp bà Ngọc Thúy ạ. Bà Ngọc Thúy? Dạ. Cảm ơn chị. Dạ không có gì. Được rồi, em về liên lạc với hãng tàu lại, coi tàu của họ sắp cập cảng nào. Anh sẽ cho đối tác liên hệ, rồi đổi dẫn đơn mới. Quỷ cái cũ đi. Được hả anh? Không có gì mà Chu Thiên thì không làm được, nhất là để làm vui lòng người đẹp. Ôi, anh là số 1 của em đó nha. Con mới tới đó hả? Thôi em về. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em nha. Được rồi, chuyện nhỏ mà. Ba với cái bà Ngọc Thúy đó đang làm cái gì vậy? Làm gì đâu, chỉ là trao đổi công việc làm ăn thôi. Con ngồi xuống đây đi.
Ngồi đây. Trao đổi công việc gì mà hai người á hả? Ôm nhau xà nẹo vậy? Đúng là cái đồ đàn bà mất nết. Ba. Cái gì? Ba không có được tiếp xúc với cái hạng đàn bà này nữa đâu. Bà hả? Chỉ làm cho ba mang tiếng thêm thôi. Cả cái giới Sài Gòn trong giới làm ăn của ba hả? Ai mà không biết tiếng của bà Ngọc Thúy này? Bà hả? Toàn là chuyên kinh doanh của trời cho không à? Thôi đi. Con không nên gây gắt với người ta làm gì. Ai thì cũng có cái xấu, cái tốt hết á. Ba. Con không có muốn mất ba. Ba hiểu không vậy ba? Con không muốn trong nhà mình xuất hiện một người đàn bà nào khác á. Mẹ mất rồi. Bây giờ ba chỉ có một người duy nhất thôi. Đó là con nè. Con bình tĩnh lại đi. Không có nên nóng nảy như vậy. Ba hứa với con đi. Hứa cái gì? Ba không được có người đàn bà nào khác. Được được. À, ba hứa. Ba không có người đàn bà nào khác hết á. Nghe. Được không? Con cảm ơn ba. Bà của con là tuyệt vời nhất đó. Vụ án Lục Bình vừa qua cho thấy mức độ nguy hiểm và liều lĩnh của bọn tội phạm. Bọn chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào, thậm chí là tàn nhẫn nhất, để đạt được mục đích. Các phương thức hoạt động của bọn chúng rất tinh vi và xảo quyệt, gây ra không ít khó khăn cho công tác trinh sát của chúng ta. Do đó các đồng chí cần phải tăng cường hơn nữa về trình độ nghiệp vụ, đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn phá hoại về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội của những thế lực thù địch có sự tiếp tay của bọn phản động nước ngoài. Cô Duyên, cô có biết là chúng ta đang họp đội hay không? Dạ em biết. Thưa anh Trường, do Duyên quá thương nhớ anh Trần Minh nên mới vậy thôi. Anh thông cảm bỏ qua cho em gái nó nhờ. Tôi cũng nghĩ vậy. Mong anh Trường bỏ qua. Khi anh Trần Minh còn sống, anh xem Duyên như em gái. Tôi biết các đồng chí rất tôn sùng anh Trần Minh, coi anh ấy như một vị anh hùng. Và đó cũng là một áp lực lớn đối với tôi khi tôi được lãnh đạo phân công về nắm đội một này. Duyên à, em nên bình tĩnh lại đi. Em nhìn thẳng vào sự thật. Cho dù sự thật đó có nghiệt ngã, anh Trần Minh đã vĩnh viễn ra đi, không còn ở bên chúng ta nữa. Anh Trần Minh đã chết trên tay anh đây nè. Em có hiểu không vậy? Nhưng em không muốn tin vào điều đó. Đối với em, anh Trần Minh vẫn còn ở bên cạnh chúng ta. Anh ấy chỉ đi đâu loanh quanh đây thôi à. Rồi anh ấy sẽ về đánh án với chúng ta mà. Cô đừng có coi thường tôi quá. Tôi đang là chỉ huy của cô ở đây, không phải là anh Trần Minh nào hết. Tôi cần phải nhắc nhở mọi người rằng các đồng chí đang làm việc dưới quyền chỉ huy của tôi, chứ không phải một người nào khác. Nhưng chắc chắn một điều là chúng tôi không thể nào có được một người lãnh đạo tốt hơn anh Trần Minh. Duyên, em không nên như vậy. Cô tưởng là anh Trần Minh thật sự hoàn hảo trong vai trò chỉ huy hay sao? Rõ ràng vì sự ảnh hưởng của cô vợ mà anh ta đã giấu nhẹm thông tin, không báo với cấp trên. Tôi hỏi các đồng chí, là thành viên trong đội một đã chen vai sát cánh cùng anh Minh vào sinh ra tử, các đồng chí có biết điều đó? Hay là đợi đến phút chót, khi dở lỡ việc gã nhân tình của vợ anh ta, thì đồng chí Nam đây mới có cơ hội trực tiếp để phá án? Ngay cả việc anh Trần Minh bị hung thủ sát hại cũng đã bộc lộ sự chủ quan và mất cảnh giác của anh ta. Anh ta đã quá tập trung vào Bích Dân. Anh ta đã quên rằng sau lưng của anh ta còn có tên Lục Bình. Cho dù
hắn đã bị anh Trần Minh bắn hạ. Nhưng anh Trần Minh đã quá kiêu ngạo, khinh địch, khi ỷ lại vào tài thiện xạ của mình. Tôi nghĩ là cái chết của anh ta là hệ quả tất yếu của hàng loạt những sai phạm mà không sĩ quan an ninh nào được phép. Anh không có quyền được nói như vậy. Về sự hy sinh của anh Trần Minh, anh không có quyền. Anh không phải là người có thể chia sẻ cảm thông sâu sắc về những mất mát của đồng chí đồng đội mình. Quên đi. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên về sự vô tổ chức, vô kỷ luật của cô, dám chống lại lãnh đạo. Tôi không thể chấp nhận trong đơn vị cho tôi chỉ huy lại có những kẻ chống đối cấp trên như vậy. Tôi nghĩ vấn đề này vẫn có thể giải quyết trong nội bộ chúng ta được mà, không cần phải làm phiền tới cấp trên. Cuộc họp đến đây là chấm dứt. Tôi không muốn nghe bất kỳ một ý kiến nào khác về sự việc vừa rồi. Các đồng chí giải tán. Duyên à, em không nên đau buồn hoài như vậy. Dù sao anh Trần Minh cũng đã mất rồi, không thể nào quay về với chúng ta được nữa. Nhớ về anh Trần Minh, đặng lòng với anh ấy là có tình có nghĩa. Nhưng con người ta cần phải sống và làm việc em à. Em đừng bi lụy quá được không? Hương hồn anh Minh không muốn nhìn thấy anh em mình như vậy đâu. Em cảm ơn anh Mân và các anh đã quan tâm tới em. Thực lòng em không thể không đau đớn khi nghĩ tới anh Trần Minh. Sao bây giờ nhìn đâu em cũng thấy anh Trần Minh hết. Em không biết làm cách nào để thoát ra hết anh à. Duyên à, anh nghĩ em nên nghỉ phép một thời gian đi, để cách ly khung cảnh quen thuộc xung quanh ở đây đi. Nhờ vậy mà em có thể dần dần phục hồi được. Duyên nè, trong thời gian đi công tác ở Vũng Tàu, anh có quen một số resort thuộc loại giá rẻ, chấp nhận được. Anh sẽ giới thiệu cho em đến đó nha. Em đồng ý không? Tôi cũng đồng tình với ý kiến của Nam. Thiên nhiên là phương thuốc hữu hiệu nhất cho mọi căn bệnh. Em cảm ơn các anh đã quan tâm. Nhưng em nghĩ cái chính vấn đề là mối quan hệ giữa em và ông Trường. Em không thể nghĩ rằng mình lại có thể làm việc ở cạnh một người như vậy. Tại sao lúc nào ông ta cũng công kích hạ bệ anh Trần Minh như vậy, bồi bác hình ảnh đẹp đẽ của anh ấy trong lòng chúng ta chứ? Cuộc sống mà em, nếu anh ta không làm như vậy, làm sao thuần phục được anh em mình? Đừng nghĩ những chuyện đó nữa Duyên à. Dù gì em cũng là một chiến sĩ công an, em phải cứng cáp lên, mạnh mẽ lên. Cố gắng lên em. Em cảm ơn các anh. Em sẽ cố gắng. Cảm ơn chị. Đứng lý đi. Anh Chu Thiên, anh bắt đầu đi chứ. Em không có nhiều thời giờ đâu đó. Cô Ngọc Thúy ráng đợi một chút thôi mà. Anh Chu Thiên đang đợi một người rất quan trọng. Có lẽ anh muốn giới thiệu người này với chúng ta. Ai mà bí mật dữ vậy? Khách nước ngoài hả? Lát nữa cô sẽ biết ngay thôi. Tôi thấy gần đây á, anh và anh Chu Thiên gắn bó nhiều hơn trước, đúng không? Đúng rồi, chúng tôi đã có mối quan hệ từ lâu rồi mà. Tôi không nói đến mối quan hệ đó. Hình như hai anh đang làm ăn một chuyện gì đó phải không? Sao không kêu cô em này tham gia với? Chắc sợ em thiếu vốn chứ gì. Cô Thí, cô giàu tưởng tượng quá đó. Chuyện đó cũng hơi anh khó nhìn đó. Anh cái anh chàng đang nói chuyện với mấy lão vũ trường á. Ai mà bọn họ có vẻ quỳ lụy quá vậy? À, tay này là đại quý trường, chỉ huy đội trọng án 1. Thôi tôi hiểu rồi. Anh Chu Thiên này cũng ranh ma thiệt. Ở đâu á, anh cũng giới tới. Cô Ngọc Thúy à, làm ăn phải có chỗ dựa thì mới mong tồn tại lâu dài. Cô cũng như biết mà. Ai cũng có chỗ dựa, cũng có bảo kê. Còn em á, thì không. Em không biết á, phải xoay sở ra sao nữa. Chuyện hai người giờ tới đâu rồi? Tới gì nổi. Khi có cô con gái kỳ đà cản mũi của ổng kìa.
Dạ, mời cô. Ba. Ờ, lại đây con. Con chào ba. Người quan trọng nhất là đây à. Con chào các chú. Ừ, xin phép. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, hôm nay chú Thiên tôi mời quý vị và các bạn, những thành viên của câu lạc bộ VIP Đông Châu, những người bạn thân thiết nhất của tôi, cùng gặp nhau trong cuộc họp mặt thân hữu này. Các vị tuy không cùng hoạt động trong cùng một lĩnh vực, tuy nhiên ở những phạm vi khác nhau ở đời sống xã hội, các vị là những người có tên tuổi và được nhiều người biết đến. Cho nên chú Thiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng. Nào, để mừng cho cuộc hội ngộ, xin các bạn hãy mở rượu và nổi nhạc lên. Ba. Chừng nào anh Kỳ mở băng á, bác nhớ cho con biết nha. Xin mời. Cũng nay mai thôi cô Ngọc Lan à. Nhất là khi nó mở băng ra, nhìn thấy cô chắc nó vui mừng lắm đó. Thiệt hả bác? Thôi, hôm nay phải hết mình, phải chơi thật vui nha. Con xin phép ạ. Ừ, cô cứ tự nhiên. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Cảm ơn. Xin mời mọi người. Mời em. Xin mời mọi người. Xin chào cô Ngọc Lan. Tôi đã nghe tiếng của cô từ lâu. Hôm nay tôi mới được hân hạnh diện kiến. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà tôi chưa biết gì về anh mà. Dạ. Người ta thường gọi tôi là đại quý trưởng, đội trưởng đội trọng án 1 của sở công an. Thì ra là vậy. Rất hân hạnh được quen biết anh. Vậy cũng được. Chúc mừng, chúc mừng. Tôi hy vọng sau này tôi sẽ được gặp cô nhiều hơn. Tôi chỉ sợ là anh mất thời giờ cho tôi, rồi lúc đó sẽ không có ai quản lý, bọn tội phạm sẽ có cơ hội hoạt động thì khổ lắm. Cô thiệt là cũng đúng như ông Chu Thiên thường nói. Ba tôi nói sao? Ông ấy ca ngợi cô lắm. Ông ấy nói rất vui mừng khi có một người con tuyệt vời như cô. Cảm ơn anh nha. Ngọc Lan, lại đây con. Tôi xin phép. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, nhân có mặt đầy đủ các bạn ở đây, tôi xin trân trọng tuyên bố Ngọc Lan, con gái của tôi, sẽ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chu Thiên. Sau này mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Ngọc Lan, cũng như ủng hộ cho tôi từ ngày đầu lập nghiệp cho tới nay. Thưa các cô, các chú, các anh chị, Ngọc Lan xin chân thành cảm ơn các vị đã ủng hộ và quan nghênh Ngọc Lan trên con đường sự nghiệp kế tục tập đoàn Chu Thiên sau này. Một lần nữa, Ngọc Lan xin chân thành cảm ơn. Xin mời. Xin chúc mừng cô. Mời.
Rất mong được phục vụ cô. Xin mời. Cũng còn hơi sớm đó chú Công à. Nhưng mà không sao, tôi xin ghi nhận tấm lòng của chú đối với tôi. Cảm ơn cô. Tôi cũng mong là một ngày gần đây được uống rượu mừng của chú với Nguyệt. Kìa chú, chú đừng có tránh né. Không có gì phải xấu hổ cả khi chú yêu một người đàn bà. Cuộc đời đã ban Nguyệt cho chú, chú phải giữ lấy, không được đánh mất hạnh phúc của mình nha. Cảm ơn cô. Mời. Ba. Tôi xin phép. Dạ. Chào đại quý. Đại quý nhìn gì mà say đắm vậy? À, tôi biết đại quý nhìn gì rồi. Đại quý chú ý đến một đóa hoa hương sắc, hay cái gia tài kết xù mà cô ta được hưởng? Tôi vốn chuộng cái đẹp, mà trên thế gian này cái đẹp nhất vẫn là nhan sắc phụ nữ. Anh nên cua Ngọc Lan đi. Ý kiến hay đó. Chào cô Ngọc Lan. Xin mời cô. Chào anh. Đâu đây? Lâu lắm mới gặp Duyên. Bận công tác lắm hả? Dạ, em từ anh Xuân Vinh đó chị. Ờ, thôi vô nhà đi. Dạ. Dạ anh Xuân Vinh ra mở cửa kìa. Dạ em chào chị. Chị, Duyên tìm anh Xuân Vinh đó. Vậy hả? Vậy vô nhà đi, anh Xuân Vinh cũng sắp về rồi. Duyên vô nhà chơi rồi đợi anh Vinh về luôn. Dạ thôi, chị cho em ở ngoài này thoáng một chút. Em cũng có gì gặp Xuân Khánh. Ừ, chị tự nhiên nha. Lúc này mình thấy Duyên hốc hác phờ phạc hơn trước. Có chuyện gì không? Dạ không ạ. Em biết là chị Xuân Khánh và anh Trần Minh có tình cảm với nhau, nhưng đó là chuyện giữa hai người. Duyên không giận Xuân Khánh chứ? Nói không giận là em dối lòng, nhưng thực sự là em buồn lắm. Nhưng cuối cùng em nghĩ là tất cả là do duyên phận thôi chị à. Duyên phận quá cay nghiệt với hai chị em mình, không ai giữ được anh Trần Minh cho mình hết. Mình biết là Duyên yêu anh Trần Minh, nhưng mình không khó chịu vì điều đó. Thân phận chúng ta đều giống nhau, bởi bích dân là trở ngại lớn khiến không ai trong chúng ta có thể đến với anh Trần Minh được. Nhưng mà anh ấy là một người rất tội nghiệp, tốt bụng với mọi người, chịu đựng tai tiếng, mà không thể dứt bỏ người vợ đã phản bội mình vì đứa con thơ dại. Tình cảm của chúng ta được hình thành từ sự trắc ẩn đó. Và mình nghĩ nếu như có ai yêu anh Trần Minh thì cũng tốt cho anh ấy thôi. Anh ấy sẽ có thêm một sự trợ giúp. Em thì không nghĩ sâu xa như chị. Chị biết rằng em rất đau đớn khi biết anh ấy ra đi vĩnh viễn. Em thực sự không tin anh Trần Minh không còn ở bên cạnh chúng ta nữa. Vì vậy mà cho đến bây giờ
Em vẫn nhìn thấy ảnh thỉnh thoảng lại hiện ra trước mắt của em, vui vẻ trò chuyện với em. Duyên nè, những gì mà Duyên thấy cũng giống như của Xuân Khánh lắm. Thật sao? Mình cứ nhìn thấy anh Trần Minh, điều đó có nghĩa là anh ấy không tan biến mà vẫn tồn tại trong ký ức của chúng ta một cách sống động. Chị Xuân Khánh nè, em nghe nói dáng mặt của anh Trần Minh đã ghép cho một người nào đó phải không chị? Đúng rồi, đó là một luật sư trạc tuổi của anh Trần Minh. Chỉ nay mai thôi thì đôi mắt của người luật sư sẽ được nhìn thấy bình thường như chúng ta. Thật là tuyệt vời. Vậy là anh Trần Minh đâu phải biến mất hoàn toàn đúng không? Mà anh ấy vẫn còn ít nhất là ở cặp mắt người khác phải không chị? Phải. Và có thể người luật sư mang giác mạc của anh ấy sẽ tiếp tục lưu giữ những ký ức của anh ấy khi còn sống. Thật là kỳ diệu chị ha. Đó là một trong những hình thái vật chất của sự bất tử mà tâm linh của chúng ta quan niệm một cách mơ hồ lắm. Chị là bác sĩ, mấy chuyện bất tử tâm linh gì đó chị học nhiều chị biết. Còn em chỉ còn biết là anh Minh vẫn còn sống, ở cặp mắt người khác là em vui lắm rồi.